chào em. Chào em. Chào hai anh chị. Em tên là Võ Trọng Hiếu, trong cộng đồng thì gọi em là Thiên Nga. Em 24 tuổi, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại của em là chủ một xì ba. Chị Chi có bao giờ gặp Thiên Nga chưa? Hình như chị với em chưa bao giờ gặp nhau đúng không? Lần đầu tiên hai chị em gặp nhau. Anh xin phép được hỏi cái thời điểm Thiên Nga phát hiện được giới tính thật của mình. Từ nhỏ thì giống như là mình đã biết như vậy rồi. Nhưng mà ở cái điều khu em sống là một cái khu lao động vùng ven của Sài Gòn. Cũng có những người bạn bè trong xóm giống như vậy. Nhưng mà mình theo một cái khuôn khổ của gia đình truyền thống là mình có đi học, với lại mình không theo cái dạng mà đi chơi nhiều, cứ ở trong gia đình thôi. Và từ hồi năm cấp 1, cấp 2 thì mình đã biết nhận thức trong cơ thể mình đã như vậy rồi. Nó khác với mọi người, nó không có giống như người khác. Vậy từ khi còn nhỏ, Thiên Nga có những cái hoạt động gì để mà giống như là để cho mình thỏa mãn cái việc mà đúng với giới tính của mình không? Ví dụ như là ăn mặc hay là tóc tai các thứ? Không, từ cái lúc mà Nga khác với mọi người là Nga không có mặc đồ con gái liền. Cái lúc đó là gia đình em rất là khó. Rồi khi mà Nga biết mình thích là con gái từ hồi bé thì mọi người nhìn vào Nga, cái ánh mắt của mọi người có khác biệt gì không? Ở trong xóm thì có những cái lời ra tiếng vào á, cũng giống như là cái lúc mà em chuyển giới cũng vậy. Em ví dụ như những người mà người ta chuẩn bị có hành trang chuyển giới đó, là người ta sẽ mặc đồ con gái trước. Còn em là mặc đồ con trai, em vẫn mặc đồ con trai. Và em đi Thái xong em chuyển giới, em vẫn về em mặc đồ con trai, em vẫn tiêm hormone. Em là ngày xưa em nằm ngực ở phần trên trước, và khi mà em về tới Việt Nam em vẫn mặc đồ con trai. Và hiện tại thì em chỉ mới mặc đồ con gái và công khai với gia đình thôi, là chỉ mới tầm trong 3 năm nay thôi. Ở cái thời điểm đó thì em làm là 2013, em làm ngực trước, là mình thầm lặng mình giấu khoảng 2-3 năm trời. Có một cái bữa tình cờ, đó là mẹ tình cờ mẹ mở cửa ra thì em không có mặc áo. Trời ơi, bà khóc quá trời, bà làm đùng. Nhưng mà tại vì cái đó mình hiểu được, đó là cái tâm trạng của người mẹ thương con, chứ không phải là mẹ giận mình hay là oán trách mình. Bao nhiêu lâu em mới làm bộ phận ở dưới? Hai năm sau em có đầy đủ tiền em làm. Khi mà em giải phẫu ở dưới thì có một cái là cũng có một người bạn đi theo nuôi. Và lúc em đi là em cũng không đủ tiền nữa. Tại vì nếu mà mình đi một cái chọn gói như vậy nó sẽ mắc. Còn ví dụ như tự túc mình mua vé, tự mình đóng tiền mổ, tự mình mua cái này các thứ thì nó sẽ tiền chi phí nó rẻ hơn. Nhưng cái mấy này rồi. Nhưng mà em đi qua Thái Lan em phải ở một tháng bên đó. Em ở bển là người ta có tiền người ta ở một tháng. Đúng nhưng rồi. Mà em không có tiền. Cái ngày về bác sĩ vẫn chưa về, nhưng mà em không có đủ tiền, em về trước luôn. À. Em vẫn về trước tại vì mình một ngày mình ở lại là chi phí cả trăm đô. Rồi khi mà Nga phẫu thuật hoàn toàn hoàn chỉnh 100% thì Nga về nói với mẹ mình hay là sau đấy mẹ cũng phải tự phát hiện ra chuyện đấy? Thời điểm bây giờ thì có thể là ở nhà tự biết, nó tế nhị lắm. Không lẽ mình nói mẹ ơi con cắt ở dưới rồi, hay là mẹ ơi con đã chuyển giới rồi. Nhưng mà ở nhà nghi có nghi ngờ là biết mẹ không? ở nhà đã có nghi ngờ rồi. Nghi ngờ chứ. Thì khi mà em đi chuyển giới cái lần thứ hai thì giống như là em có up hình lên Facebook là mình đi chuyển giới bên Thái vậy đó. Ở nhà thì ba khó lắm, sợ nhiều khi ba không chấp nhận. Và tới thời điểm bây giờ em với ba em cũng vẫn không nói chuyện. Không nói chuyện nhau luôn. Không nói chuyện với nhau, vẫn ở chung nhà nhưng mà không có nói chuyện. Giống như là giận lại ra không nói chuyện. Tại sao mày con trai mà mày làm như vậy? Bạn bè ba rồi có người ta nói ra nói vô. Mày có con trai mà con trai mày đi giải phẫu đi vậy. Có những người ta nói nặng hơn, tao nói mày có con trai mà đi. Cái chuyện này rất là bình thường mà. Tại sao mà ba em ở xóm của em là một cái xóm lao động chị. Có những người ta nói nặng luôn, người ta nói là con mày có hai thằng trai mà thằng đi thiến mà một phần ở dưới. Rồi lúc đấy Nga còn trẻ quá, còn nhỏ tuổi á, thì mình đã làm công việc gì để có thể dành dụm được số tiền lớn như vậy? Hồi đó em ban ngày thì em đi học tới cao đẳng, ban đêm em đi hát đám ma. Cái người miền Nam của mình là đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám gì tất cả vân vân vậy đó, là người ta thường mời những người chuyển giới đến để hát. Đã đi hát là em nhận dụm, em kiếm tiền. Và là em hát đám ma một thời gian rất là dài. Em hát từ năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, em lên cao đẳng em vẫn còn đi hát. Và đến lúc mà em cảm thấy là em chịu hết nổi rồi, tại vì mình đi học mà ông thầy giám thị cứ ngày nào cũng mời xuống là kêu cắt tóc. Mà mình cái giới tính của mình nó khác hơn người ta. Bây giờ một đứa con gái với cái hành trang trong cuộc đời đó là một cái tóc mà cứ kêu cắt xuống là tại sao cái người miền Bắc người ta không gọi là chuyển giới hoặc là BD giống như người miền Nam của mình, người ta gọi mình là đồng cô đồng cậu gì. Tại vì cái thầy giám thị đó là người miền Bắc,
cái ánh mắt khó chịu nó xung quanh định kiến rồi đủ thứ nên em nghỉ ngang luôn. Cuối cùng em có cắt tóc không? Không cắt, là vì không muốn cắt tóc nên phải nghỉ học. Em nghỉ học luôn. Rồi cái việc mà đi hát như thế thì anh có biết được nhiều cái hoàn cảnh là họ gặp phải nhiều người rất là bất lịch sự, thì em có gặp phải những người như vậy chưa? Có chứ anh, mình đi hát không phải riêng mình em đâu, nhiều khi ca sĩ nghệ sĩ người ta vẫn bị, nhưng mà tùy theo cái cách mình giải quyết thôi anh. Ví dụ như những người đó người ta hiếu kỳ mình thì thường người ta đến người ta không có phải là chiêm ngưỡng giọng hát hay là một cái tài năng của mình xiết nghệ thuật gì đâu, thường là người ta đến để người ta hiếu kỳ. Và xong rồi trong những cái đám tiệc đó thường là có những người người ta nhậu nhẹt, người ta say xỉn. Say xỉn rất là mất lịch sự, và mình cũng phải ở thời điểm đó mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình đi hát có nhiều khi ví dụ như cái một người đàn ông nó đang cầm một điếu thuốc hút và người ta lên một người ta tặng bông, người ta cũng không biết xem mình là cái gì, người chích thẳng vô cổ luôn. Cố tình hay là sơ ý? Cái đó là cố tình chị, không phải sơ ý đâu. Nếu mà sơ ý là một cái việc khác, còn giống như người ta xem mình một cái vật để mình người ta mua vui thôi. Mấy người đã ác lúc đấy em phản ứng lại họ như thế. Phải chấp nhận thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì khi mà ví dụ như mình phản ứng là mình phải chịu thiệt thòi về hai góc. Một là khách người ta không thích mình nữa, người ta có thể đuổi mình về. Còn hai là bầu xô người ta thấy mình hung khó chịu quá, người ta không kêu mình nữa, đâm ra mình phải ngậm ngùi. Không phải riêng một mình em đâu mà tất cả những người, hầu như tất cả những người chuyển giới giống như em và những bạn bè của em đều bị hết như vậy. Đối với những người giống như em không có tiếng nói. Lý do gì mà mình chuyển giới thành ngán? Tại vì ngày xưa mình đã nhận thức được cơ thể của em là con gái, em đã tính làm con gái, rất là thích làm con gái rồi, có nhiều cái động lực lắm. Nhưng mà có tình yêu không? Em vẫn có tình yêu, với là một người bạn năm học cấp 3. Chừng tình yêu đầu tiên. Từ nãy giờ mình hỏi qua mà mình không có tình yêu. Thì tình yêu nó tan vỡ rồi, em mới là chuyển giới. Nhưng mà em kể đi, em cần kể tình yêu đầu tiên em như thế nào. Từ năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 là yêu. Vậy là yêu 3 năm luôn hả em? Yêu 3 năm trời. Oh. Vì ngày xưa em còn ốm á, em rất là giống con gái. Mình thi tốt nghiệp, xong rồi bạn nó nói là phải chi mà Hiếu là con gái, tại vì Hiếu là tên con trai của em. Ai cũng có đợi ông con trai hay con... nói gì đó. Thì cũng hay phải nói chi, như vậy. Em phải chi gái, em là con em. Gái cứng người mình khúc đó. Giống như là gieo vô trong đầu mình vậy đó chị. Từ đầu không gieo nói đúng đầu, không? Yêu ba năm xong rồi mới nói. Tan vỡ, cũng chuẩn bị tan vỡ mới nói như luôn. Vậy. Cái câu nói đó để chia tay mình á. Đúng rồi. Có khi mình nghĩ thêm một cái hướng khác đi, là họ muốn tiến tới một cái mức cao hơn thì họ cần mình trở thành người con thì gái. Đó, thì cũng có một phần là như vậy. Cũng có một phần như vậy nhưng mà nó khó đến lắm anh. Rồi Thiên Nga buồn trong bao lâu và mất bao lâu để trải qua được cái em thì em yêu anh, em yêu dữ lắm. Em thương ai em thương dữ say lắm. Đắm luôn hả? Em thương say đắm luôn nhưng mà khi mà em buồn em cũng vẫn buồn dữ lắm, nhưng mà trong vòng 1-2 ngày thôi là cắt cơn buồn liền, là cắt cơn buồn để mình đứng mình hành trang mình đi tiếp một cái trang mới đó, là đứng dậy tiếp là bắt đầu có tư tưởng để chích nóc mòn. Vậy sau cái chuyện tình buồn đó thì có cái chuyện tình nào làm cho Thiên Nga thấy hạnh phúc không? Bao nhiêu lâu mới có yêu người yêu thứ hai? Một năm sau, một buổi chiều đó là em đi chùa. Và nhà bạn trai em thì trước nhà có một cái bãi xe để giữ xe trong chùa. Và tình cờ đi thì gặp. Quen thì mới đầu chưa có biết em là chuyển giới. Quen bao lâu rồi mới biết là em người chuyển giới? Hẹn hò đi chơi mấy lần luôn cũng không biết. Tưởng con gái thiệt không? Tưởng con gái. Cái hormone mình chích đó chị, nó sẽ nở mà cái da rũ lên. À, đúng rồi. Đúng rồi, cái da ngực lên. Mặc áo ngực lên là mà em mặc áo ngực thì mình nít lên. Lên thì nó sẽ có một cái đường kẻ, nó sẽ có một đường kẻ. Là tưởng bánh bèo. Và tưởng con gái. Bao nhiêu tháng em mới kể thiệt với lại bạn em là người chuyển giới? Không có kể thiệt chị, bị phát hiện, em bị phát hiện là cái Facebook em quậy quá. Mới bị nghi và cũng hỏi luôn. Hỏi sao? Hỏi bộ... em bộ sao anh thấy em nghi nghi không? Em lạ quá bộ, anh không biết cái tiếng em vậy hả? Nghi nghi rồi là bể kèo luôn, là bể kèo, bể kèo, là khai thiệt luôn, là khai thiệt rồi. Cái phản ứng của người yêu em lúc đấy như thế nào? Nhưng mà ngày xưa em chưa có bị béo phì, em rất là đẹp. Em đẹp làm như là giống như là mình bị người ta bị mê hoặc anh, em nói em chuyển giới luôn cũng đi theo em. Vậy là theo như anh thấy thì cái bạn đấy là một người có tình cảm với em rất là lớn, cái tình thương rất là lớn mới vượt qua nhiều thứ như vậy á. Rồi... tất cả là điều duyên nè.